Đây. Mặt tiền chính của căn nhà Nguyễn Văn Thiệu thì theo đậm chất miền Tây, nhà Ba Gian đó các bạn. Rồi, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với video mới nhất của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại làng Chi Thủy thuộc huyện Ninh Hải của tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay để chia sẻ đến các anh chị và các bạn về ngôi làng Chi Thủy cũng như nơi có ngôi nhà của vị tổng thống đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, đó là ông Nguyễn Văn Thiệu. Trước mặt chúng ta đây là cái đầm Thị Nại nha các bạn. Và trước mắt chúng ta đây là cái cây cầu Chi Thủy, nơi ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho xây khi ông làm tổng thống. Vì khi xưa ông từ nhỏ đã đi qua sông này rất là khó khăn, đi học việc học hành rất là khó khăn, cho nên khi lên làm tổng thống ông cho xây cái cây cầu Chi Thủy. Bây giờ còn lại những cái cột móng thôi, được thay thế bằng cây cầu Chi Thủy hoàn toàn mới nha các bạn. Rồi, đây là toàn bộ cảnh đầm Thị Nại, cây cầu Chi Thủy mới và toàn bộ cái làng Chi Thủy nha các bạn. Và chúng ta sẽ đi vào tham quan căn nhà của thân mẫu, nơi ông Nguyễn Văn Thiệu từng sinh ra và lớn lên tại làng Chi Thủy này. Chúng ta vào thăm ngôi nhà của ông nha. Và đây các bạn, từ đường ngoài đi vào, nhìn sơ qua chúng ta không thể ngờ đây là căn nhà của một vị đệ nhị tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Văn Thiệu. Đó. Ngôi nhà có dãy tường màu vàng với bức tường đã bị rạn nứt, cổng vẫn giữ nguyên như cũ các bạn. Nhà không được sửa chữa thay đổi. Nhà sau khi gia đình ông rời đi sang 75 thì nhà nước giao lại cho một gia đình có công với cách mạng ở các bạn. Đó, hàng rào sắt rỉ sét, vách tường bị nứt, nhà nhìn rất là mộc mạc đơn sơ các bạn. Nhà ông xây cho thân mẫu từ năm 1973 các bạn. Ông thì thuở nhỏ thì còn sống ở đây, nhưng sau khi làm tổng thống thì ông sống tại Dinh Thống Nhất đó các bạn. Ông sống ở dinh thự. Đường vào nhìn bên ngoài, nhà có tổng diện tích đây khoảng chừng 150 mét vuông, trên cái công viên này khoảng chừng 500 mét vuông. Nhà mái bằng, sơ lược qua là tổng thống đệ nhị Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa ông Nguyễn Văn Thiệu. Ông sinh năm 1923 tại làng Chi Thủy, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, nay là thành phố Phan Rang các bạn. Và ông mất năm 2001 tại Mỹ. Ngôi nhà này ông xây cho thân mẫu từ năm 1973. Rồi, chúng ta vào thăm ngôi nhà rất là mộc mạc đơn sơ giữa một khu xóm năm xưa, cũng không có gì rất là nổi trội đặc biệt. Vẫn cổng sắt. Tường cột bị nứt hết,
tường cọc mình nó khác rồi các bạn. À, đây có cây dừa và cây me, tuổi đời cũng theo năm tháng với ngôi nhà. Đây hiện tại ngôi nhà có hai vợ chồng anh Tâm là con của bà bác liệt sĩ đã qua đời, thì để lại cho người con và cô con dâu đang sinh sống và có cái căn nhà này. Đây, mặt đường chính của căn nhà Nguyễn Văn Thiệu thì theo đậm chất miền Tây, nhà ba gian đó các bạn. Những cánh cửa gỗ cũ kỹ theo năm tháng. Mấy cái bonsai, cái cảnh này là do cái anh của cái bác liệt sĩ, nói chung là người đang trông coi cái ngôi nhà này, ảnh buôn bán cây kiểng các bạn đó. Chứ ngôi nhà chỉ có những cái cột và những cái bông gió có màu xanh ngọc các bạn, rất là đặc trưng vào trong ngôi nhà. Vẫn còn giữ nguyên hiện trường các cột bằng gỗ các bạn. Ở trên có 3 tấm. Mình viết bằng chữ Hán, không biết nó là ý nghĩa nó là gì. Nhưng mình nghĩ thì nó có cái ngày năm 1973, chứng tỏ là cái ba cái này được người thân tặng cho ông. Đây các bạn. Những cột chân cái bông gió màu xanh ngọc vẫn còn bóng mượt các bạn, rất là tốt. Ở trên thì những con gỗ vẫn còn y nguyên, không có dấu hiệu của xuống cấp mục các bạn. Đây, chúng ta thấy đi qua quan hành lang của ngôi nhà Nguyễn Văn Thiệu. Đây là những cửa gỗ được mở ra tất cả các mặt của ngôi nhà. Đây là lối cái phong cách rất là đặc trưng của những ngôi nhà xưa các bạn. Đây, bên phía bên này vẫn còn một khoảng khu đất tường bao bọc nhà ông. Ngôi nhà thì khoảng chừng 150 m² thôi, nhưng mà trong cái khuôn viên nhà ông khoảng chừng 500 m². Khi xưa thì ông đi về, ông không có thích ồn ào, ông đi bằng cổng sau các bạn. Ông đi bằng vào bằng đường ghe cano, ông đi bằng cano vào vô cái đầm Thị Nại. Ông đi cổng sau, ông đi cổng sau vào. Đây là cổng sau của ngôi nhà các bạn. Ông thì ít sống ở đây, ông từ nhỏ thì sinh ra lớn lên ở đây thôi, nhưng từ khi nhậm chức tổng thống thì ông
sống tại ở dinh thự, nhà dinh thống nhất đó các bạn, dinh độc lập. Toàn bộ công viên căn nhà nha các bạn, đây là hành lang đó. Tạo hành lang thông thoáng dọc bốn bức tường của ngôi nhà, rất nhiều các ô cửa sổ để đón hướng gió. Đây là đậm chất những ngôi nhà ở miền Tây, nhất là miền Nam Việt Nam các bạn. Bên phía bên kia có cái ngôi nhà, chắc hồi xưa là cái kho, hồi xưa là cái kho của ông. Các cột, các tường, mái ngói. Mái ngói thì như có thể là thay thế, nhưng mà cột gỗ của ngôi nhà vẫn còn nhìn thấy chắc chắn các bạn. Không? Dọc bốn bức tường là cứ có cửa sổ thông gió ra ngoài. Đây chắc ngày xưa là một cái nhà kho của ông. Đứng ra ngoài các bạn. Đây bên hông của ngôi nhà, bên phía bánh ngắn phải, đây là nhà bếp. Dạ. Đây sau này có trồng thêm lan là do anh chủ coi căn nhà ở đây, thì ảnh là người buôn bán về cây cảnh. Việt Nam Cộng Hòa có bốn đời tổng thống các bạn. Tổng thống đời nhất tổng thống là ông Ngô Đình Diệm. Ông làm tổng thống từ năm 1955 đến năm 1963. Và đến năm 1967 thì ông Nguyễn Văn Thiệu được thay thế. Từ năm 67 ông Thiệu làm tổng thống cho đến ngày 21 tháng 9, ngày 21 tháng 4 năm 1975. Kế đến là đệ tam tổng thống, đó là ông Trần Văn Hương. Ông làm tổng thống được 8 ngày các bạn, từ ngày 21 cho đến ngày 28 của năm 1975. Và đại tứ tổng thống đó là ông Dương Văn Minh. Ông làm tổng thống đúng 3 ngày các bạn, từ 28 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Gạch vẫn như cũ, nhà này không được sửa chữa rồi các bạn. Theo như năm 2012 thì phải, mình nhớ năm 2012 thì cái Ủy ban dân tỉnh Ninh Thuận này có bàn bạc với sở du lịch gì đó, định làm cái nơi đây thành nơi tham quan. Là
Mặt tiền đậm chất nhà Ba Giang của người miền Nam Việt Nam các bạn. Nhà gỗ cũ kỹ theo năm tháng. Đó, từ mặt tiền nhìn ra ngoài cổng vào và hàng tường với những song sắt đã rỉ sét theo năm tháng các bạn. Và chúng ta sẽ lê lại toàn bộ căn nhà của ông Tổng thống đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, đó là ông Nguyễn Văn Thiệu nha các bạn, trước khi chúng ta chia tay. Ok, hai bên bông gió, có cây me cũng già theo năm tháng. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.